nụ cười khó hiểu của ông Ba Dũng tại tang lễ Tổng Trọng và tình trạng cá mè một lứa trong đảng. Sau khi Nguyễn Phú Trọng qua đời, truyền thông nhà nước Việt Nam được huy động để tuyên truyền công lao và đức độ của vị Tổng Bí Thư. Ông Trọng được nhiều người, trong đó có cả Chủ tịch nước Tô Lâm, ca ngợi là nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân, trong bài viết Chạy tang được truyền thông nhà nước quảng bá rộng rãi. Công luận nhận xét việc nhà nước Việt Nam tổ chức lễ quốc tang cho Tổng Trọng quá linh đình là điều không cần thiết. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là chủ trương của Tô Lâm nhằm xóa bỏ cáo buộc cho rằng cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã giành ngôi đoạt vị của Tổng Bí Thư, hay nói cách khác là việc giết vua để mà chiếm ngôi. Quốc tang của Tổng Trọng diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Tuy nhiên, giới lãnh đạo đảng và nhà nước khi tham dự tang lễ, tại lễ truy điệu và lễ viếng đã có không ít hạt sạn đặt trong mạng xã hội đã soi và mổ xẻ cho bản dân thiên hạ cùng biết. Qua chương trình phát sóng trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam VTV, trong ngày đầu quốc tang, người dân chứng kiến thái độ của nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo được cho là không đúng chuẩn mực, trong khi đa số đang diễn về mặt u sầu, bày tỏ sự thương tiếc. Thái độ khó hiểu nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ, cũng như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hình như đã quên rằng ông đang tham dự lễ viếng Tổng Bí Thư. Người ta thấy ông Hùng liên tục quay qua quay lại để nói chuyện riêng với các cựu lãnh đạo đứng bên cạnh, với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Ba Dũng như thể trốn không người. Có ý kiến nhận xét nếu là người bình thường mà cười đều với Tổng Trọng như kiểu ông Ba Dũng thì chắc chắn sẽ bị công an mời lên phường làm việc nộp phạt. Đồng thời cũng có ý kiến ngờ vực liệu ông Nguyễn Tấn Dũng có trở lại chính trường hay không. Thái độ khó hiểu của ông Ba Dũng cũng như ông Nguyễn Duyên Hùng đã khiến người ta nghĩ đến phát biểu cửa miệng của Tổng Trọng lúc sinh thời rằng mình phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Có nghĩa là việc gây thù chuốc oán của ông Trọng trước đây với ông Ba Dũng và ông Nguyễn Duyên Hùng nói riêng và với các đồng chí trong đảng nói chung nay đã bắt đầu phải trả giá. Trong lễ tang của Tổng Trọng, lần đầu tiên công chúng chứng kiến sự xuất hiện trở lại của ông Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch nước, người bị ông Tô Lâm truất quyền từ tháng 3 năm 2024. Không hiểu, vô tình hay hữu ý, ông Thưởng đứng sát với ông Ba Dũng. Cũng tại tang lễ này, sự vắng mặt bất thường của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương hay cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, cũng như cựu Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huỳnh cũng được công luận quan tâm. Có những đồn đoán cho rằng Bộ Công an đang khởi động lại kế hoạch tảo thanh với phe Nghệ Tĩnh, cụ thể sẽ lại bỏ thêm hai nhân vật cầm đầu là trưởng ban nội chính Phan Đình Trạc và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên, hình ảnh tại lễ tang của ông Trọng cho thấy túc trực bên quan tài ông Tổng Bí Thư là bốn ủy viên Bộ Chính trị thuộc Ban Bí Thư, trong đó có ba nhân vật thuộc phe Nghệ Tĩnh, đó là Lê Minh Hưng, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Đỗ Văn Chiến. Người ta còn thấy Phan Đình Trạc đại diện cho lãnh đạo Việt Nam, hướng dẫn đoàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Vương Hỗ Ninh dẫn đầu, vào viếng và chia buồn với phu nhân của Tổng Bí Thư. Có thể thấy ban lãnh đạo Nghệ Tĩnh vẫn còn một chỗ dựa vững chắc là ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Ngoài ra, đáng chú ý, ông Lê Thanh Hải, một nhân vật mới bị kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong Đảng và chính quyền, vậy mà ông Hải vẫn xuất hiện trong đoàn của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nền làm trưởng đoàn. Hơn thế nữa, ông Lê Thanh Hải còn được bố trí đứng ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên hơn hẳn nhiều lãnh đạo khác. Điều này cho thấy cái gọi là đốt lò của ông Tổng Trọng chỉ mang tính hình thức. Các đồng chí tham nhũng đã lộ và chưa lộ có giá trị như nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Nụ cười khó hiểu của Ba Dũng tại tang lễ Tổng Trọng và tình trạng cá mè một lứa của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Cú lừa tiến lên chủ nghĩa xã hội của Tổng Trọng đã trở thành di sản. Dịp quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, truyền thông nhà nước đã mở hết tốc lực ca ngợi công trạng của ông ta đối với đất nước. Ngược lại, mạng xã hội cũng tồn tại không ít ý kiến cho rằng
đa số người dân Việt Nam đều hiểu rất rõ sự tuyên truyền của nhà nước Việt Nam chỉ phục vụ cho lợi ích cầm quyền, độc tôn. Vì vậy, truyền thông lề phải đang sẵn sàng tuyên truyền dối trá bất chấp sự thật. Cựu Tổng Bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, Gorbachev đã thú nhận rằng: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn và nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Nhiều ý kiến phản bác lại cho rằng Tổng Trọng là một người Cộng sản kiệt xuất, là học trò trung thành của Hồ Chí Minh. Kể cả một số người bên chống đối với Đảng Cộng sản cũng cho rằng Tổng Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Đây là nhận định không hoàn toàn chính xác. Đặc trưng cơ bản nhất của chủ nghĩa Cộng sản là vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất, thể hiện ở tư duy một thành phần sở hữu của toàn dân và việc không chấp nhận chế độ người bóc lột người. Đối chiếu với nhà nước Việt Nam hiện nay, với nền kinh tế đa thành phần kinh tế tư nhân, vấn nạn người bóc lột người xảy ra nhàn nhản, hoàn toàn không đúng với bản chất của chủ nghĩa Cộng sản. Thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân còn là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Đức Bình, chuyên viên Bộ Chính trị khóa 7-8 và nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từng nêu ý kiến phản đối việc đảng viên làm kinh tế tư nhân, có nghĩa là có thể làm giàu hết cỡ, làm tư bản tư nhân và có thể bóc lột hết cỡ. Và như vậy có phải là hoàn toàn trái với lời Bác Hồ dạy hay không? Giáo sư Nguyễn Đức Bình khẳng định không thể vừa là chiến sĩ Cộng sản, lấy việc xóa bỏ chế độ bóc lột làm lý tưởng, lại vừa làm ông chủ tư bản, lấy bóc lột lợi nhuận làm lẽ sống. Đồng thời, ông cho rằng, theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lênin không bóc lột người, đảng chống chế độ, người bóc lột người, lẽ tự nhiên ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên. Luận điểm của Tổng Trọng, một nhà lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn khẳng định Việt Nam đang đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là điều bịa đặt và hoàn toàn dối trá. Cho đến nay, đa số người dân bình thường đều hiểu rằng cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản với lý tưởng tốt đẹp, làm theo năng lực như hưởng theo nhu cầu đều không có thật. Đây là một chủ trương lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin của những kẻ theo đuổi chủ nghĩa Cộng sản hiện nay. Công luận đặt ra câu hỏi tại sao Việt Nam, một đất nước nhân danh xã hội chủ nghĩa nhưng giáo dục và y tế lại không được miễn phí như các quốc gia từng có chế độ Cộng sản như Cuba, Bắc Triều Tiên hiện nay. Tại sao Đảng và Tổng Trọng đưa ra chủ trương xã hội hóa với lĩnh vực đặc trưng có tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội? Truyền thông nhà nước thời điểm năm 2013 đưa bài phát biểu công khai của Tổng Trọng tại phiên họp tổ Quốc hội khi thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Góp ý về lời nói đầu của hiến pháp sửa đổi, ông Trọng thừa nhận như sau: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?" Tổng Trọng phát biểu như vậy khi muốn sửa sai các câu chữ trong lời nói đầu của hiến pháp liên quan đến việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước. Những điều vừa kể trên cho thấy Tổng Trọng không hề có một động thái nào thể hiện ông đi theo chủ nghĩa Cộng sản hay chủ nghĩa xã hội. Vì lẽ đơn giản, ông Trọng đã hiểu rất rõ cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản hay chủ nghĩa xã hội là điều không tưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin "Cú lừa tiến lên chủ nghĩa xã hội" của Tổng Trọng đã trở thành di sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de